Xin chào các bạn. Đây là đám ruộng nhà mình vừa mới thu hoạch lúa xong nhé các bạn nhé. Mình thu hoạch lúa xong xong rồi mình cái vụ trước của lúa là mình trồng cà, cà pháo đấy các bạn. Thế xong bắt đầu những cái quả già là mình vứt xuống ruộng. Thế xong rồi mình lại cái vụ tháng 5, tháng 6 là mình cày bừa để mình cấy lúa. Mình đã thu hoạch một vụ lúa rồi. Thế xong bắt đầu mình mới lại cắt dạ đi và mình cày bừa lên. Thế mà các bạn nhìn xem. Mình cày bừa lên xong rồi mình lại hót luống đây các bạn nhìn này. Đấy. Khi mình hót luống là chưa có một cây cà nào mọc. Thế mà đến bây giờ này. Các bạn nhìn này, sợ không? Từ hôm đó đến bây giờ là cũng được 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng rồi các bạn ạ. Hơn 1 tháng rồi. Bởi vì là mình hót luống này để mình chuẩn bị mình tận tháng đầu tháng 12. Mình mới đầu tháng 12 âm lịch ấy, mình mới gieo trồng rau để mình bán cái vụ sang riêng. Thế mà bây giờ mình ra mình nhìn cái ruộng này, cà nó mọc lên, các bạn nhìn nhiều không? Thế là mình mới lại quyết định là thôi thì ông trời ông đã cố ý, người tính không bằng trời tính các bạn ạ. Cố ý để cho mình trồng ruộng cà. Năm ngoái là mình trồng cả một cái ruộng này cà luôn này. Thế thì năm nay mình định là mình sẽ trồng thứ khác, mình không trồng cà nữa. Nhưng mà thôi thì ý trời, mình lại đi thu gom cái món cây cà mọc này lên để mình cho vào mình trồng theo từng quy tụ vào một góc. Đấy. Và bây giờ cái luống này của mình là mình định hót để mình trồng rau bí với lại rau mùng tơi, rau đay các loại đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà mình lại gom cây cà vào để mình trồng. Các bạn nhìn này. Ai lại 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 như thế này. Đấy. Rõ là mình hót luống, mình cày bừa xong mình hót luống rồi. Chưa mọc một cây cà nào. Thế mà đến bây giờ thì được mấy hột mưa lất phất xuống thì là cà mọc lên. Bạn nhìn cà có đẹp không? Đấy, cây cà bây giờ cấy đang đẹp, đang vừa. Đấy. Có ruộng có chỗ có chỗ không các bạn, chứ không phải chỗ nào cũng có. Ai chà. Thôi thì người tính không bằng trời tính. Và đây này, mình gom lên với các bạn này, những cây cà đẹp thế này kia mà. Và bây giờ mình sẽ bổ hố vào đây và mình trồng. Thế cà này thì thường thường là các bạn trồng cho mình hàng cách hàng là 60, cây cách cây là 40 các bạn nhé. Đấy. Nếu các bạn trồng dày quá sau này nó ta đan cái tán của nó vào thì mình cũng rất là khó hái quả. Đấy, mà mình trồng thưa quá thì nó cũng lãng phí đất. Bởi vì cây cà này của chúng ta nó lên đến đâu là nó lại ra hoa ra quả đến đó, nó vừa phát triển nó vừa ra quả các bạn ạ. Thế nên là các bạn cũng không nên trồng thưa quá, mà trồng dày quá thì là đến lúc chúng ta bới được cái quả cà chúng ta hái vạch được nó nhiều lá quá, vạch được thì nó rất là khó ấy các bạn nhìn này. Cứ như kiểu là gieo hạt không đều các bạn ạ. Đó các bạn ơi, người tính không bằng trời tính. Thế là mình đã thu gom vào và mình trồng được 2 luống cà. Thế các bạn ạ, không phải mua giống, không phải gieo giống. Trồng cái cà pháo này ấy, thì nó có cái ưu điểm của nó là mình trồng một lần và mình thu nhiều lần các bạn ạ. Thu triền miên. Bây giờ mình trồng đầu tháng 11 thì sang khoảng độ 1 tháng thôi, thì trồng 1 tháng thôi, sang đầu tháng 12 là mình đã có quả hái rồi các bạn nhé. Nếu mà mình hái từ tháng 12 mà nó triền miên, nếu như các bạn để lưu được thì coi như là triền miên trồng một lần mà mình thu hái cả năm luôn. Có khi 1 tháng mình được thu hái 2 lần các bạn ạ. Đấy. Ưu điểm của cái cà pháo nó là như thế. Mà các bạn trồng cái cà này thì nó cũng rất là ít sâu bệnh. Chủ yếu thì nó là cái sâu ăn lá.
thì mình phun thuốc sâu ăn lá, hoặc là như cái video năm ngoái mình chia sẻ với các bạn, mình trồng cà này thì mình lại phải làm một cái lọ phân, à lọ thuốc trừ sâu tự chế, trong đó nguyên liệu của nó là ớt này, tỏi này, gừng này, rượu này. Các bạn hãy xoay nhuyễn tất cả những thứ đấy thành một khối hỗn hợp, xong các bạn ngâm một tuần trở đi, các bạn bỏ ra các bạn phun đấy, cứ mỗi tuần các bạn phun một lần hoặc là 2 tuần các bạn phun một lần, thì là có những cái con bướm bướm á, nó sẽ có thấy cái mùi hăng của rượu tỏi ớt là nó sẽ không đến nữa. Nó không đến nữa thì là nó sẽ không nở ra sâu nữa, thì cà của chúng ta là rất an toàn các bạn nhé. Đấy thì mình trồng cái ruộng cà này, mấy luống này thôi, thì mình cũng sẽ phải làm một cái bình đó ớt chỉ thiên càng tốt các bạn ạ. Cái ớt chỉ thiên mai mai ngày kia mình sẽ lại phải làm, và video của mình chia sẻ cách trồng cà pháo và cách chăm sóc cây cà pháo đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Gặp phải hôm dưới mưa các bạn ạ.